Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khai Quang Vật Phẩm Phong Thủy. Quý vị thân mến, hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn biết vận hạn của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Kỷ Hợi năm 2021, vượng quý nhân làm gì cũng có trợ giúp đắc lực, mọi rào cản hay bế tắc sẽ đều được phá vỡ nhanh chóng. Năm 2021 dự báo tuổi Kỷ Hợi sẽ có một năm khá là bình ổn, không có nhiều biến động, nhưng cũng không tránh được một vài chuyện bất ngờ xảy ra. Vận trình được quý nhân che chở, dù trong tình huống khó khăn nhất cũng sẽ sớm tìm được lối thoát và phá vỡ cái thế bế tắc đó. Tuy nhiên thì vận may chỉ quyết định một phần, chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực thay đổi và hoàn thiện của chính bản mệnh thì mới mong cuộc sống êm ả. Tương số tốt nhất nên chuẩn bị trước tâm lý, cho dù phải đối diện với những khó khăn, trở ngại thì cũng không nên nhụt chí sợ hãi hay là bi quan, mà nên giữ tâm lý ổn định, tích cực thì vận số trong năm sẽ trôi qua rất êm đềm. Đối với công việc làm ăn thì với những người vẫn đang đi làm thì ấn quan xuất hiện cùng trợ lực, công việc sẽ trôi chảy, hứa hẹn đạt kết quả tốt đẹp. Theo đó, cơ hội thăng tiến vẫn rộng mở và rất đáng để kỳ vọng. Sự chăm chỉ, kinh nghiệm dày dặn và cống hiến lâu năm của mệnh chủ sẽ được lãnh đạo đánh giá cao, có người còn có thể còn sẽ được thăng chức trong năm nay. Do vậy thì bạn cũng cần phải luôn nỗ lực chiến đấu hết mình để có thể có nhiều cơ hội hơn, tránh bị tụt hậu so với lớp trẻ. Còn đối với tiền bạc và tài chính thì tuổi Hợi năm 2021 cho thấy phương diện tài chính có dấu hiệu tăng nhẹ, nguồn lợi chủ yếu đến từ các khoản trợ cấp người đã nghỉ hưu hoặc lương từ công việc chính với người vẫn đi làm, do đó vấn đề tiền bạc cũng không còn làm khó bạn trong năm nay. Với những ai vẫn còn hứng thú với việc đầu tư, có thể thử sức ở các hạng mục liên quan đến bất động sản, xây dựng hay nông sản. Việc đầu tư với quy mô nhỏ sẽ giúp bạn kiếm thêm lợi nhuận để tăng thêm thu nhập, cho dù có rủi ro cũng không đến mức quá suy sụp. Tuy nhiên, dù có là đầu tư nhỏ, bạn cũng không nên mù quáng nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc những người không đáng tin, kẻo tiền bao nhiêu thì cũng sẽ hết. Còn đối với gia đạo thì Kỷ Hợi năm 2021, các mối quan hệ gia đạo trong năm thường được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Đặc biệt thì nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát giỏi lo toan nên luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đầy đủ cho gia đình lại vừa không quên chăm sóc bản thân nên gia đạo vô cùng êm ấm. Người tuổi này nếu đang độc thân hoặc đơn thân cũng có một số cơ hội tình cảm với người khác phái trong năm. Tuy nhiên thì bản mệnh cần chủ động hơn nữa để có thể nắm bắt được hạnh phúc của mình. Trong những tháng mà vận khí đã đi xuống, tâm tính mệnh chủ đã có thể trở nên khó chịu, nóng nảy, nhưng nhìn chung tinh thần cả năm thư thái, hòa hợp với con cháu trong nhà, không phát sinh ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Bản mệnh không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan. Cần thường xuyên rèn luyện thể dục để tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần, để lúc nào cũng thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ của mình. Những người vẫn nặng tâm với sự nghiệp thì bạn cần phải biết cách chăm sóc cơ thể tốt. Kết hợp với làm việc và nghỉ ngơi, bạn sẽ không gặp phải nguy cơ tiềm ẩn nào nữa. Để có thể hóa giải cái vận hạn năm 2021 Tân Sửu, thầy Gia Cát có khuyên cái tuổi Kỷ Hợi nên dùng cái vật phẩm phong thủy có tên gọi là Kim Bài Thái Tuế. Kim Bài Thái Tuế năm 2021 Tân Sửu là vật phẩm phong thủy nghênh đón Thái Tuế, hóa giải vận hạn của 12 con giáp năm 2021. Trong phong thủy, Thái Tuế là một trong những thần sát lớn nhất trong năm. Thái Tuế là mộc tinh, vận hành cứ 12 năm sẽ được một vòng, tương ứng với vị trí của 12 con giáp. Mỗi năm Thái Tuế đến một phương tương ứng với vị trí của con giáp ngữ trị trong năm đó. Năm 2021 Tân Sửu, Thái Tuế Tại Sửu là dương tín đại tướng quân, vậy nên năm 2021 tuổi Sửu sẽ là con giáp đầu tiên bị phạm vào Thái Tuế. Trong năm 2021 sẽ có 5 con giáp bị phạm vào Thái Tuế, đó chính là tuổi Sửu trực Thái Tuế, tuổi Thìn thì phá Thái Tuế, tuổi Ngọ thì hại Thái Tuế, tuổi Mùi thì xung Thái Tuế, cuối cùng đó là tuổi Tuất sẽ bị hình Thái Tuế. Với những tuổi mà bị phạm vào Thái Tuế, nếu biết để mà nghênh đón Thái Tuế thì mọi việc sẽ hanh thông, nếu không biết mà bị phạm vào thì hung họa sẽ khôn lường. Quý vị và các bạn thân mến, trong phong thủy từ xưa đến nay, mỗi khi năm mới đến sau lễ cúng giao thừa, người ta sẽ thường sử dụng một kim bài Thái Tuế mang theo bên mình để có thể nghênh đón Thái Tuế, su cát tị hung và đón may mắn và tài lộc cho năm 2021. Kim bài Thái Tuế năm 2021 được mạ vàng 10K, trên có in hình Thái Tuế niên năm 2021 là ngài dương tín đại tướng quân, mặt sau có khắc bát quái, thất tinh bắt đầu kèm theo niên hiệu của Thái Tuế năm 2021. Khi mang theo kim bài Thái Tuế bên mình, bạn sẽ được ngài che chở trong suốt năm 2021, từ đó thì công việc sẽ hanh thông thuận lợi hơn. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể hóa giải vận hạn năm 2021, thầy Gia Cát có khuyên quý vị sử dụng cái kim bài Thái Tuế. Và kim bài Thái Tuế này có nên để trong ví, trong bóp hoặc sau ốp điện thoại cũng được quý vị nhé. Đây, kim bài Thái Tuế năm 2021. Điều đặc biệt nhất đó là kim bài Thái Tuế sẽ được thầy Gia Cát khai quang chỉ chú và xem ngày giờ cát lành cho bạn khi sử dụng vật phẩm này. Quý vị và các bạn muốn thỉnh vật phẩm kim bài Thái Tuế, hãy liên hệ trực tiếp ngay tới số hotline 0989349119 hoặc số 0392936336 để có thể thỉnh vật phẩm này. Chúc quý vị và các bạn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi và thành công hơn nữa trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Và đừng quên là thỉnh ngay kim bài Thái Tuế để có thể mang theo bên mình mỗi ngày quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.